Thưa quý vị, là khoảng 5 năm trở lại đây thì có một thú chơi trên mạng có tên là vlog đã du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng tạo được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Vlog là một dạng blog ở dạng video, trong đó thì tác giả sẽ dùng diễn xuất rồi lời nói và động tác của mình để thể hiện những suy nghĩ, những quan điểm cá nhân trước bất kể vấn đề gì mà họ thích hoặc là không thích. Có thể nhiều người ngạc nhiên, thế nhưng mà có những bạn trẻ hay còn gọi là các blogger ở Việt Nam đã làm ra những sản phẩm mà thu hút được hàng triệu lượt xem. Và một trong số đó là vlogger Huy My, một trong những người tiên phong trong phong trào làm vlog tại Việt Nam. Và Huy My thì tên thật là Phạm Công Thành. Vlog của chàng trai này hiện nay đã thu hút tới khoảng 18 triệu lượt xem và có khoảng hơn 400.000 thành viên đăng ký xem thường xuyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vlog của cậu ấy như thế nào. Mình có một điều muốn thú nhận với các bạn. Đấy là mình là một người cực kỳ dựa dẫm vào công nghệ. Ai cũng biết là trong cuộc sống hiện đại thì công nghệ là một phần không thể thiếu. Nó giúp ích cho cuộc sống chúng ta và nó đưa con người lại gần nhau hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà những người như mình trở nên phụ thuộc vào nó. Và nếu một ngày nào đấy công nghệ nó mà biến mất ý, thì mình cảm giác mình sẽ trở nên rất là vô dụng. Ông ơi, đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu đấy? Tôi cũng không biết. Ông chờ tí tôi Google Maps cho. Muộn rồi ông ạ. Bạn sẽ biết mình là một người nghiện công nghệ thông tin khi mà bạn đi vào một quán cà phê với bạn bè. Và câu đầu tiên bạn nói khi bạn đặt mông xuống đó là: chị ơi, bạn wifi đây là gì ạ? Thật đấy. Có những người khi gặp bạn bè thay vì chú ý giao tiếp hay nói chuyện thì họ lại mải mê với điện thoại của mình để xem có những gì đang xảy ra trên mạng xã hội hay là chơi game. Và ngay cả bản thân mình lắm lúc cũng thế. Và tệ nhất là khi chúng ta vì quá mải mê chìm đắm vào công nghệ mà không để ý đến những thứ xảy ra xung quanh mình. Không phải chỉ người lớn, mà trẻ con thời đại này cũng được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm. Cho nên là chơi game, rồi iPad, thao tác, thứ gọi là tánh tách. Thế nhưng mà có những cái rất là cơ bản trong cuộc sống thì vẫn chưa làm được. Mẹ ơi, con ị xong rồi. Ngoài tất cả những điều vừa kể thì điều làm mình đau khổ nhất đó chính là mình có cảm giác là công nghệ đã cướp đi của mình những người bạn. Ngày xưa mỗi khi bọn mình đến nhà nhau ấy, thì chơi đùa rồi nói chuyện với nhau các thứ rất vui vẻ. Và rồi công nghệ đã đến và lấy đi tất cả. Bọn mình đã trở nên quá bận rộn, mỗi đứa mải mê một góc, không nói với nhau được một câu nào nữa. Tôi thấy bạn đầm đìa nước mắt, trên trông có vẻ thật lúc đấy, khóc thật đúng không đấy? Dạ vâng, lúc đấy em khóc thật đấy, nhưng mà là khóc vì chuyện khác. Thế là em vẫn lôi camera để em quay ạ. Tôi xem cái vlog vừa rồi của bạn thì tôi cũng đã phần nào hiểu là vì sao mà có nhiều người thích đến thế, bởi vì tôi cũng cười suốt từ đầu đến cuối mà không thể khép được miệng lại. Nhưng mà Thành này, tôi nghĩ rằng là có thể một trong những cái lý do mà khiến bây giờ bạn thành công như thế, như là trong cái vlog mà chúng tôi vừa chiếu cho quý vị thì đã theo như là hiển thị trên YouTube thì có tới hơn 700.000 lượt đã xem rồi. Và bạn có nghĩ rằng là một trong những lý do là bởi vì bạn cũng khá là đẹp trai không? Em nghĩ lý do chính ở đây là do cái tấm lòng của em. Ừ. Đẹp. Tôi thấy bạn cứ sờ tấm lòng suốt từ nãy đấy. Tôi băn khoăn một chút nhá. Chúng tôi cũng làm truyền hình. Tôi thấy là để thực hiện một cái hình ảnh, một cái thước phim thì nó cầu kỳ lắm. Nó có quay phim này, có kỹ thuật, rồi có biên tập viên. Khá là nhiều vai trò. Thế thì một cái vlog như bạn thực hiện thì nó có những cái thiết bị rồi những cái khâu như nào? Thực ra để làm vlog như là chị vừa xem thì em nghĩ cái quan trọng nhất là ý tưởng. Tại vì đôi khi nó không phải lúc nào cũng đến và nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của em để lên ý tưởng. Còn cái việc quay thì mình sẽ tự quay, đôi khi có thể nhờ bạn bè, nhưng mà quay xong thì lại đưa nó vào máy tính để tự chỉnh sửa, tự tìm nhạc, tự ghép. Thì công đoạn nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà như bạn nói là ý tưởng rất là quan trọng đúng không? Thế thì mà một để có được một cái vlog một khoảng 3-4 phút ý, thì mình mất khoảng bao nhiêu thời gian? Em nghĩ là thường sẽ rơi vào khoảng hàng tiếng, tức là phải đến hơn 6 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng hoặc là hơn nữa. Nhưng mà để làm cái clip ngắn như vậy em nghĩ nó sẽ gây được sự chú ý hơn. Tại vì đôi khi ở trên mạng thì họ, những người xem ở trên mạng họ rất là dễ mất tập trung. Nếu mà bây giờ họ vào một cái video của em họ nhìn thấy 15 phút
thì có thể họ sẽ cảm thấy là họ không muốn xem, họ không muốn bỏ 15 phút ra ngồi xem một thứ. Thì khi họ thấy chỉ có 1-2 phút thì có thể họ sẽ ngồi xem. Thực ra tôi nghĩ là nhìn qua và nghe qua thì thấy rất là buồn cười, nhưng mà ở đằng sau tất cả những cái hình ảnh mà bạn thể hiện ý, nó là cả một cái suy nghĩ khá là nghiêm túc về một cái vấn đề, như là vừa nói bạn vừa mới trình bày như trong vlog vừa rồi là công nghệ đúng không? Thế thì có nhiều cái đắn đo không để khi mình đưa ra cái quan điểm của mình trước bao nhiêu người trên mạng? Thực ra không có đắn đo gì đâu ạ, thì em chỉ có thế thôi, em đem hết lên chứ không nhưng thực ra thì cũng có những cái suy nghĩ kiểu như là em nghĩ là đằng sau đấy thì mọi người có thể sẽ rút ra được một cái gì đấy để nghĩ sâu hơn. Nhưng mà em chỉ muốn mọi người có một cái cảm giác thoải mái và em vẫn hy vọng là truyền được cái ý tưởng của em. Nhưng mà dù sao đó cũng là quan điểm cá nhân đúng không? Thế đã bao giờ mà bạn bị, tất nhiên rất nhiều người xem rồi, nhưng mà có bao giờ bị người ta phản đối, người ta bảo là ý tưởng này chưa được, quan điểm của bạn chưa được? Nhiều chứ ạ. Em bị nói nhiều đến mức mà đôi khi kiểu cảm giác đọc hồi mà em mới làm ấy, em cảm thấy sợ, cảm thấy không muốn tiếp tục. Tại vì nó không, người ta không không nói được như là chị nói vừa rồi đâu, mà từ ngữ nó còn kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như là thôi nhỉ. Đấy, kiểu. Nhưng mà rất là khó khăn. Nhưng mà dù sao thì bạn đã vượt qua được, và tôi biết là bây giờ bạn đã có tới 28 vlog rồi đúng không? Dạ vâng. Và có mười mấy triệu lượt người xem thì thực sự là cũng đáng nể. Tôi thấy là trong số các vlogger ở Việt Nam ấy, thì những cái vlog của bạn ấy, nó có một cái điểm khác biệt khá là nổi bật là bạn rất là giỏi khi bạn dùng đồ họa để minh họa cho những cái ý tưởng của mình. Có phải là đó là cái ngành mà bạn đang theo học ở Mỹ không? Trước khi em làm YouTube thì em là sinh viên ở Đại học Mỹ thuật ở nước ngoài, em đang du học Mỹ. Thì bây giờ thì em đang bảo lưu để em xem là mình có thể thử sức ở trong những cái lĩnh vực khác trước khi em qua đại học không. Biết đâu lại là một đạo diễn điện ảnh. Tôi được biết là sau rất nhiều những cái nỗ lực và cái thành công thì bạn đã trở thành một cái partner, tức là một cái thành viên của YouTube tại Việt Nam. Và điều đó thì đồng nghĩa là khi mà những cái video của bạn đăng tải lên mà có nhiều người xem ý, thì cũng sẽ có một cái thu nhập khá khá mà YouTube trả cho bạn, bởi vì là sẽ có nhiều người quảng cáo ở trong đấy. Thì có đúng không? Cái này thì cũng đúng một phần nữa, nhưng mà nó không phải là lý do mà em làm YouTube. Thực ra thu nhập chính thì nhờ có YouTube nên em sẽ có cơ hội làm những cái việc ở bên ngoài YouTube. Và em sẽ cố gắng giữ cho nó như thế để cho vlog của em không bị ảnh hưởng. Ví dụ như là không phải đang làm vlog thì tự nhiên có quảng cáo kiểu như thuốc viêm đại tràng hay gì đấy. Thì em sẽ cố gắng. Đúng rồi, và tôi thấy là có một cái điều ấn tượng nữa ấy, là bạn khi mà làm thực hiện thì bạn không chỉ là đạo diễn, bạn không chỉ là thiết kế hình ảnh mà bạn còn là diễn viên, thực sự là rất là giỏi nữa. Khi thì bạn hóa thân vào bà già, lúc thì là một đứa bé, rồi một khi là một cô gái rất là đỏng đảnh. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn bạn là có thể cho chúng tôi mục sở thị được không? Bạn có thể có thể diễn như là trong những cái vlog bạn thực hiện không? Không, thực ra thì em cũng không muốn làm lại những cái ở trên vlog đã có rồi. Nhưng mà em lúc nãy vừa xong em cũng check in Facebook khi chị em mình chụp ảnh xong. Thì check in Facebook để kêu gọi các bạn ở trên page lên tham gia. Cho nên là nếu mà em sẽ nhìn vào máy quay như là em đang làm vlog. Rồi, xin mời em. Thì chào tất cả các bạn. Đấy, như các bạn đã biết thì mình đang ở chương trình Cuộc Sống Hàng Ngày trên VTV1. Và mình hy vọng là, mình biết là trong vòng một tháng trở lại đây mình chưa làm vlog, nhưng mình hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Và nếu các bạn chưa subscribe thì hãy đăng ký trên kênh Huy Me Production của mình trên YouTube. Cảm ơn các bạn nhiều. Tôi muốn bạn thể hiện câu này với một cô gái đồng đảnh, tôi thấy hay lắm ý khi mà bạn diễn ở trên vlog của bạn ý. Nhưng mà bây giờ em buộc phải làm như thế. Có thể thử được không? Cô gái đồng đảnh ạ? Tôi thấy trong những vlog của bạn có những cái lúc bạn đóng như thế đấy. Vâng. Các bạn phải subscribe vào trong YouTube của mình nhá. Tại vì thực ra đấy, chị bắt em làm như thế nhưng mà em cảm thấy nó hơi gượng hơn bình thường đúng không? Tôi hiểu rồi, bởi vì là nó cũng giống như một cái sự sáng tạo đúng không? Đôi khi nó là những cái sự xuất thần, đôi khi nó là những cái ý tưởng chợt đến. Nhưng có bao giờ bạn hơi e sợ một chút là mình cạn kiệt những cái nguồn ý tưởng không? Cũng có chị ạ, tại vì đôi khi nó cũng có lúc thì nó đến tự nhiên, nhưng cũng có những lúc em phải ngồi em nghĩ rất là lâu. Thì em không biết là liệu sẽ có đến một ngày nào đấy em cạn kiệt không, tại vì đến bây giờ cũng hơn 30 cái rồi. Và cũng
Ngoài ra thì cũng có những cái đồng nghiệp khác, bạn của em ở trên YouTube, họ cũng làm, thế đôi khi mình cũng phải tránh những cái chủ đề họ làm rồi ấy. Thế cũng khó. Nhưng mà tôi cũng hơi băn khoăn một chút là ngày xưa khi mà bạn bắt đầu thì ở Việt Nam cũng chưa có nhiều người biết đến cái thú chơi này. Vâng. Nhưng mà tôi đọc những cái bài báo viết về bạn thì lại nói là năm 2011 khi mà bạn bắt đầu làm vlog thì với một cái lý do là lúc đấy bạn thấy chán quá và không có gì để làm. Vâng. Nó hơi lý do nó hơi nhạt nhẽo một tí. Tức là lúc đấy em làm cái video theo em nhớ thì là vì sinh nhật em, đợt đấy là sinh nhật em 17 tuổi. Thì em làm video chỉ để cho những cái người bạn của em ở Việt Nam xem thôi. Tại vì cũng lâu rồi không gặp nhau ấy. Ừ. Thì bắt đầu là như thế, em nghĩ chắc em vô tình là người đầu tiên làm vlog ở Việt Nam. Nhưng mà sau đấy em bỏ một thời gian rất là dài, mãi sau em mới bắt đầu trở lại. Liệu bây giờ có thể bỏ được không? Cũng khó lắm, tại vì nó là cái mà em rất là thích, đam mê và cũng đưa cho em đến nhiều những cái cơ hội khác. Ngay cả việc ngồi đây hôm nay, nếu như em không làm YouTube chắc em sẽ không bao giờ ở đây. Đấy, nên là em cũng khó bỏ lắm. Và tôi nghĩ rằng với một người trẻ như bạn mà mỗi khi thức dậy thấy rằng là có thể có hàng trăm người đang xem mình thì đấy là cũng là một điều rất là hạnh phúc. Mình cũng được khẳng định mình đúng không? Dạ. Xin cảm ơn Phạm Công Thành và dạ. Chúng tôi sẽ chờ đợi những cái vlog hấp dẫn của bạn trong thời gian tới. Dạ. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị là quả thực là